Chương trình này có phụ đề tiếng Việt, độc quyền sản xuất. Đạo trời bớt dư bù thiếu, đạo người thì ngược lại, bớt thiếu bù dư. Ai đem chỗ dư bù đắp cho thiên hạ? Phải chăng chỉ có người có đạo? Đạo Đức Kinh, chương 77. Yêu Dương Động. Đại ca, hôm nay nghênh đón phu nhân thứ 17, à không, thứ 18, thật vui, thật đáng chúc mừng, thật đáng chúc mừng. Đại ca, xin chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Xin hỏi tân nương là người phương nào? Cái này mà ngươi cũng không biết à? Gần đây, đại ca vừa tiêu diệt yêu hộ tộc, tân nương nàng ấy chính là nữ quân của yêu hộ tộc, chính đuôi hộ tộc à. Đại ca quả thật là có diễm phúc. Đâu chỉ là có diễm phúc, nghe nói hồ yêu chính đuôi đó có thể coi là tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp lay động lòng người, khuynh đảo thế gian, quả thật là rụng rời tay chân, hồn bay phách lạc. Được đấy, đại ca, hôm nay là đêm động phòng qua chúc của huynh. Mấy huynh đệ đây đặc biệt chuẩn bị cho huynh vài đồng nam, đồng nữ, huynh hãy nhìn xem, để bồi bổ tinh lực cho đại ca đấy. Được. Vô dụng thôi, dây xích này đã bị phù phép, không thoát ra được đâu. Nếu không thì phải làm sao? Đâu thể ngồi yên chờ chết. Dương mắt nhìn tỷ tỷ bị cả dưỡng khỉ thối tha đó làm nhục. Mỹ nhân, phu quân của nàng đến rồi đây. Tên dưỡng khỉ thối tha, ngươi dám động vào tỷ tỷ, ta liều chết với ngươi. Dừng tay, ngươi cần gì ta đều cho ngươi hết. Vậy là đúng rồi. Nào, chỉ cần nàng thuận theo ta, ta đảm bảo sẽ khiến cho nàng sung sướng tột cùng. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, cởi trói cho họ trước. Nàng muốn cả ba cùng lên à? Hả hồ ly chính đuôi này tuy xinh đẹp mê người nhưng vô cùng xảo quyệt, hay là tôi đi xem thật hư ra sao? Tôi vào trước đây. Không được, sao lại dừng ngã tôi? Ai cho mấy người dừng lại? Bên trái thổi sang bên trái, bên phải thổi sang bên phải, tất cả đều nhìn hết về phía sau, tiếp tục tấu nhạc, nhảy múa tiếp đi. Ta đi, để ta đi cho. Để ta đi trước. Đồ háo sắc, ngươi qua đây. Sao nhạc lại dừng rồi? Chỉ dựa vào ngươi à? Tên dưỡng khỉ thối tha, đừng hòng làm nhục bổn quân. Làm nhục? Ngươi chỉ là một con hồ ly tinh. Đi theo ta là diễm phúc của ngươi. Ta thà chết cũng không gả cho thứ tiểu nhân thấp hèn như ngươi. Thật vậy à? Sao vậy? Gào cái gì? Đại ca ơi, xảy ra chuyện rồi.
Sao? Sao chết nhiều như vậy? Chuyện này đệ biết. Để từ từ kể cho huynh nghe. Lũ quỷ háo sắc này đều muốn nhìn trộm huynh và thiếu phu nhân động phòng. Nhất là tên quỷ háo sắc này, Xà Tinh không chịu nữa, giết luôn trâu ngay lúc đó. Về núi thấy trâu đã chết, lại giết luôn Xà Tinh. Yêu Tinh chó thừa cơ giết Yêu Tinh dê. Rết cũng không phải thứ tử tế gì, nó giết luôn chó. Tên Yêu Tinh lợn này lại, ôi trời, bị không nổi nữa. Đó là lão Chu. Vậy ngươi lại? Khương Tử Nha, ta là anh Khương của ngươi đây. Khí của ngươi hơi lởm chởm nhỉ? Đợi đấy, ông đây nện cho ngươi lởm chởm như nó luôn. Hết đinh rồi đúng không? Không thu về được nữa chứ gì? Bao giờ mới hết chứ? Không sợ ngươi lởm chởm, chỉ sợ ngươi giả vờ. Tỷ tỷ, dây xích này pháp thuật bị vô hiệu rồi, đi mau. Xong việc, dọn hàng, sách trừ yêu huynh đệ. Tối nay chúng ta nhậu một chút. Không được, chưa trừ hết yêu, không thể đi. Đa tạ ân cứu mạng của tiên sư. Chúng tôi là con gái nhà lành ở thôn làng gần đây. Đừng có giỡn nữa. Một cây thủy tiên nhỏ, một con trắng nước con. Cô là hồ ly? Cũng hiếm có đấy. Đi đi, bảo ngươi về nhà. Cái ác không trừ hết được, yêu ma không bắt hết được. Mấy thứ này bé tẹo tèo, làm phiền tôi uống rượu. Ngươi không bắt thì ta bắt. Lại bốc động rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, làm sao giờ? Sách trừ yêu không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện. Liều với chúng thôi, đang hòa khí lại động thủ làm gì? Ngươi phàn nàn gì chứ? Ngươi còn ý kiến à? Miếu nữ qua. Tỷ tỷ, sau này phải làm sao đây? Quê nhà bị phá hủy, cả tộc bị giết hại, chúng ta không còn nơi nào để đi. Nữ qua nương nương, hồ tộc chúng con bị diệt, bị tam giới ức hiếp, sỉ nhục.
Người có thể cho chúng con một con đường không? Tâm nguyện của ngươi ta đã nhận được. Bái kiến nữ hoa nương nương. Ta ban cho ngươi một mối nhân duyên. Ngươi gắng sức phò tá người hiền, thực hiện tâm nguyện. Ký châu hầu Tô Hộ có cô con gái là Tô Đắc Kỷ, vừa mới chết trẻ, vẫn chưa an táng. Ngươi hãy mau chóng tới đó. Còn mệnh số sau này thế nào thì phải xem tạo hóa của ngươi. Tô Phủ. Lão già, phu nhân, Đá Kỷ tỉnh rồi. Ngọc Hư Cung. Giờ đây, thiên hạ rối ren, chư hầu phân tranh, nhà Thương đã hiện rõ thế sụp đổ. Sư phụ muốn chọn một đệ tử đắc lực, thay ta phong thần xuống núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thay trời hành đạo, phò trợ bậc minh chủ. Bẩm sư tôn, đệ tử thân công báo, nguyện gánh trọng trách, dầu sôi lửa bỏng, quyết không từ nan. Bẩm sư tôn, đệ tử cho rằng luận năng lực và gia thế nên để đại sư huynh Khương Tử Nha nhận lệnh. Vậy đại sư huynh của các ngươi đâu? Đúng, lúc quan trọng như vậy đại sư huynh đâu rồi? Sao huynh ấy không có mặt? Đại sư huynh lại đến muộn rồi. Huynh lại uống rượu hay là đi câu cá thế? Đều không phải. Đệ hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ là mất phất trần thôi. Đại sư huynh, đến pháp khí sư phụ ban cho mà cũng là mất. Huynh quả nhiên không tầm thường. Sư tôn, đệ tử tu hành hơn 300 năm ở núi Côn Luân, cẩn trọng tận tụy, cần cù chăm chỉ, nguyện được dốc sức vì sư tôn. Ý sư phụ đã quyết sẽ để người đi. Đệ tử Khương Tử Nha nghe lệnh. Sư phụ lệnh cho ngươi mau chóng xuống núi, đến Triều Ca chọn minh chủ, thay trời hành đạo. Sau khi thành sự, ắt thành chánh quả. Sư tôn, ngươi nên tìm người thận trọng vững vàng như thân sư đệ mới nhận được trọng trách lớn như vậy chứ, có phải không? Sư tôn, chuyện này đã quyết, không cần nói nhiều. Các ngươi lui về tu hành đi. Xin vâng lệnh sư tôn. Ông cụ, đứng lại. Người cho con chỉ dẫn rõ ràng đi chứ. Như vậy, sư phụ ban cho ngươi ba chiếc hồ lô, lúc cần thiết lần lượt mở ra, ngươi sẽ có lời chỉ dẫn giải quyết. Người đưa con ba hồ lô thì có tác dụng gì chứ? Lúc quan trọng có giữ mạng được không? Đây là cờ hạnh hoàng, có thể hô mưa gọi gió. Quy lực của nó phụ thuộc vào đạo hạnh của ngươi. Đây là trôi đả thần, đánh thần đánh quỷ, không đánh tiên, đánh yêu đánh ma, không đánh người. Được, ba món đồ người đưa cho con nhận hết. Sư phụ ban thêm cho ngươi một thú cưỡi. Sư phụ hôm nay lại quan tâm đệ tử như vậy à? Đa tạ. Đây chẳng phải con thú cưng tứ bất tướng của ngươi à? Nó xuống núi cùng ngươi để kịp thời hồi báo tin tức. Quan trọng là có thể hỗ trợ lẫn nhau, đúng không? Chuyện này không phải con không muốn nhận nó, mà là như vậy. Con dưỡng với da lông của súc vật có được chưa? Này, ngươi nói ai? Tứ bất tướng. Ngươi nói ai là súc vật chứ? Súc vật. Con hiểu ý người rồi. Con xuống núi, người không yên tâm nên mới tìm cho con một đốc công. Được rồi, con chấp nhận. Đi thôi. Đi đi. Sư tôn, vậy đệ tử xuống núi đây. Không có đồ đệ ở đây, người hãy giữ gìn sức khỏe.
Tỷ tỷ, tỷ xem đi, Hồng Liên vẽ gì cho muội không biết, sao chẳng giống tỷ chút nào hết. Ngươi thì hiểu cái gì? Đàn ông thích nhất là kiểu trang điểm tiên nữ như vậy. Một cọng tỏi như ngươi có thể vẽ thành như vậy là may rồi. Người ta rõ ràng là thủy tiên, đâu giống như ngươi, chỉ là một con dung nhỏ bé mà thôi. Ngươi từng thấy con dung nào có lưỡi đẹp như vậy chưa? Thu lại đi. Các ngươi vào Tô phủ đã 5 năm, chút dáng người cũng không có, đắc ý mà quên mình là ai à? Còn tỷ tỷ, tỷ càng ngày càng giống nữ nhân rồi. Phải đó tỷ tỷ, nhưng mà còn mối nhân duyên mà nữ qua nương nương nói, sao chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Chúng ta có thể tu được hình người, an thân gỡ phận ở Tô phủ đã là được chiếu cố lắm rồi. Còn nhân duyên khi nào tới sẽ tới. Hồng Liên, chuẩn bị áo giáp. Dạ. Triệu tướng quân đã tử trận, quân ta đã không còn tướng xuất trận. Mặc áo giáp cho lão phu, Tô hộ. Không xong rồi, Đát Kỷ tiểu thư xuất thành nghênh chiến. Đát Kỷ, ngươi làm vậy là sao chứ? Nàng lại nói tên nghe xem. Ta là con gái Ký Châu Hầu Tô Hộ, Tô Đá Kỷ. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn làm gì? Nàng có thể gọi ta là râu dài. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi đang làm gì? Có một truyền thuyết nói rằng người tử trận sa trường chỉ cần mang chỗ cát thấm máu trên mình người đó thả xuống dòng sông là có thể rửa bớt quốc hận chém giết của họ, để linh hồn trở về quê hương. Ngươi lo cho linh hồn của họ thì hà tất phải giết họ? Chiến trường tranh đấu không sống thì chết, không giác ngộ tới mức này thì đánh trận làm gì? Mặt dơ rồi. Tên râu dài nhà ngươi lại hiểu biết hơn chủ ngươi. Chủ à? Thương Dương Đế Tân, từ khi ông ta kế vị, chinh phạt hết năm này qua năm khác, chiến tranh loạn lạc triền miên, để giờ đây càng yếu thế hơn. Bây giờ thiên hạ đại loạn, chư hầu phân tranh, Dương triều có mà như không. Nếu không dùng chiến tranh để dẹp loạn, củng cố Dương quyền, thì làm sao có thể an định lòng dân, dẹp yên chư hầu? Với sách lược chiến đấu hiện nay, chỉ càng đánh càng thêm loạn. Phận đàn bà hiểu được gì chứ? Đế Tân kế vị, đánh Quỷ Phương trước rồi chiếm Đông Di. Mấy năm gần đây lại giao chiến với các bộ lạc Cửu Miêu, binh lực tinh nhuệ phân tán khắp nơi, để cho 800 chư hầu tóm được cơ hội nhiều lần nổi loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có đánh 10 năm nữa cũng không dứt được chiến tranh loạn lạc, cuối cùng vẫn là một thế cục bế tắc. Vậy nàng có cách giải quyết à? Có. Dẹp yên loạn lạc chỉ một năm là đủ. Được. Vậy nàng nói ta nghe thử xem. Thank you.
Đạo lý chinh chiến này nàng học được ở đâu? Ta có quen một bằng hữu, nàng ấy từng là quân vương một nước, cuối cùng phải chịu nỗi đau diệt tộc. Con người ở trên thế gian vui buồn cũng như mây khói, chỉ có sự ăn năn là không thể nào nguôi. Bỏ đi, nói với ngươi cũng vô dụng. Râu dài, rốt cuộc ngươi tên gì? Quả nhân tên là Đế Tân. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đế Tân, một mình ngươi tới là có ý gì? Ta tới chỉ có một chuyện. Nói. Là muốn kết thông gia. Ngươi phá thành trì của ta, giết hại tướng lĩnh của ta, mà còn mặt mũi tới xin kết thông gia. Hôm nay hoặc là ngươi lấy đầu ta, hoặc là ta lấy con gái ngươi. Râu dài, ngươi dựa vào cái gì? Phụng theo ý chỉ của đại dương, hai bên bãi việc binh đao, dừng khói lửa chiến tranh, lập mối quan hệ thân thiết trăm năm với Ký Châu. Sau khi hồi triều, xây Trích Tinh lâu cho Tô Đắc Kỷ, cử hành đại hôn, mở tiệc khắp nơi, đại xá thiên hạ. Tô Hầu quả nhân có lòng muốn dẹp yên tứ hải, thống nhất thiên hạ, nhưng cần sự phò tá của lệnh nữ Tô Đắc Kỷ, mong Tô Hầu tác thành cho. Tô Đắc Kỷ, nàng làm thê tử của quả nhân, quả nhân tặng nàng cả thiên hạ, có được không? Thành Triều Ca. Trích Tinh lâu này nguy nga tráng lệ, nhưng đều là bọn rút từng đồng từng cắt từ tiền thuế của người dân, đều là tiền mồ hôi của bá tánh. Ả Tô Đắc Kỷ này không biết là yêu nghĩa phương nào mê hoặc đại dương, dám nói tỉ tỉ là yêu nghĩa. Bà cô đây cho ngươi biết thế nào mới là yêu nghĩa. Trước khi vào cung, chúng ta đã hứa với tỉ tỉ không được hút tinh khí của con người làm lộ yêu khí. Ngươi sợ gì chứ? Đâu phải lần đầu tiên. Hơn nữa, từ lúc kẻ đó đưa cho ta ngọc tỷ khí, yêu khí đã không thể tản ra nữa. Ta nói này, huynh đệ chúng ta ngồi đây nhàn rỗi mấy tháng trời, có phải cũng nên hành động rồi không? Ngươi nói cũng không đúng. Thứ nhất, thế nào là huynh đệ? Đổi việc, đổi tiền, đổi mạng mới là huynh đệ. Thứ hai, trong chiếc hồ lô đầu tiên ông cụ đưa cho chúng ta đã nói rõ ràng, gần nơi ẩm ướt đứng lên tìm kiếm nhân duyên. Gần nơi ẩm ướt chính là bên hồ, đứng lên là không động đậy, tìm kiếm nhân duyên là ngồi chờ. Có gì sai sai? Sao để cảm thấy? Đừng nhiều lời, rót rượu đi. Huynh định lười biếng nữa đúng không? Ta lười biếng chỗ nào? Không phải ta đang cần rượu à? Nhưng mà đại sư huynh à, để còn mong dựa vào nhiệm vụ lần này để phong thần thành thánh. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Ta đảm bảo ngươi sẽ nhục thân thành thánh. Trúc Diệp Thanh, loại đắt nhất, rót đầy đi. Được thôi. Lại chuyện gì nữa đây? Bá áp khảo, hiền sĩ, cá cắn câu rồi. Móc câu thẳng, hơn nữa còn chưa xuống nước, làm thế nào để câu được cá vậy? Đây gọi là cá tự nhiên cắn câu. Các ngươi là ai? Vị này là phụ vương ta, Tây Bá Hầu Cơ Xương,
Tây Bá Hầu à, sao ngài lại tới tìm ta? Phụ Dương quan sát thiên tượng ban đêm, biết có vị hiền sĩ đang câu cá bên bờ vị thủy, nên đặc biệt tới tìm gặp. Ta là hiền sĩ à, tìm ta có chuyện gì? Lão Phu có một chuyện muốn xin hiền sĩ bảo ban. Ban, có một hồ nước trong, trong hồ có cá. Vì gió mây thay đổi bất chợt, hồ nước trong biến thành đầm lầy. Có cá rơi vào bùn lầy, khổ cực khôn cùng. Nếu như muốn cứu cá trong hồ thì phải làm sao? Cá trong hồ, ngài đổ nó sang một cái hồ khác chẳng phải là xong chuyện à? Ngài thấy sao? Hai người này là ai? Là ai? Liên quan gì tới ngươi? Người ta đâu có tới tìm ngươi. Trúc Diệp Thanh, hiền sĩ thích rượu, thích nhất là Trúc Diệp Thanh, đã sớm chuẩn bị sẵn, mong hãy nhận lấy. Tây Bá Hầu, từ nay trở đi, ta đã là người của ngài. Cơ Xương, tạ ơn hiền sĩ. Không không không, Cơ Xương, không phải là tội thần bị Thương Dương giam giữ à? Tội thần? Ngài là tội thần? Lão Phu quả thực tạm thời bị giam ở Triều Ca, vẫn mong có ngày được cùng hiền sĩ đàm luận đại sự thiên hạ, cùng thương lượng kế sách tốt cho thiên hạ. Không có ngày đó đâu. Ta thay trời hành đạo, không thể kết giao cùng tội thần, hiền sĩ. Đạo trời không thể làm trái. Vậy Lão Phu xin cáo từ. Dẫn chúng ta tới nơi vắng vẻ này là có chuyện gì? Thiếp đói bụng rồi. Bổn quan cũng đói bụng rồi. Người ta là muốn, ta cũng muốn. Ăn sạch các ngươi. Người đã đi rồi, còn nghĩ gì chứ? Ta đang nghĩ, đó có phải yêu khí hay không? Về hướng Triều Ca à? Trích Tinh Lâu. Nơi này làm gì có yêu khí? Đi ra phía sau xem. Đi. Ôi trời ơi, uống ngụm rượu mà khó khăn quá đi. Chúng ta tới tìm yêu khí, sao huynh lại uống rượu? Ta uống rượu trong bình, người ta đâu có biết. Còn ngươi đang làm gì? Ta thử thôi mà. Thử một chút thôi. Tìm yêu khí ở trong này à? Nhìn là thấy hao hụt. Được rồi, sắp xếp lại đi. Có người tới. Bây giờ ngươi đang ẩn thân à? Ẩn thân rồi, qua đây che cho ta. Cả ngày hôm nay làm lễ tế trời, bày tiệc chiêu đãi, chắc là nàng mệt rồi. Ở bên ngài thiếp không mệt. Cô dâu này sao trông quen vậy? Quỳnh thấy cô nương xinh đẹp đều nói là quen hết. Im miệng đi. Ái phi sao vậy? Nhìn nhầm thôi. Không sao đâu. Đại Dương, lát nữa mở tiệc mời các chư hầu, đừng quên tuyên bố chính sách mới, đem binh quyền thu về trung ương, cố gắng bình ổn chiến sự, mong thiên hạ sớm ngày thái bình. Quả nhân đã sớm có dự tính. Đây là tình huống gì vậy? Ta còn đang đi khắp nơi để tìm minh chủ. Ngoài ngài ra, còn ai có thể
là minh chủ nữa đây chứ? Cô dâu kia là minh chủ à? Ngươi điên à? Ta bảo trụ dương. Đi thôi đi thôi. Chúng thần bái kiến đại dương, chúc mừng đại dương thành hôn với quý phi nương nương. Chúng thanh bình thân, quả nhân có một chuyện muốn cùng chúng ái thanh bàn bạc. Quả nhân muốn đem quân tinh nhuệ đang trấn thủ bốn phương rút về triều đình, thống nhất điều phối. Thần cho rằng chuyện này là không nên. Giờ đây các nơi vừa ổn định, lúc này rút quân về không có lợi cho chúng ta. Thần cũng nghĩ như vậy. Lúc này điều binh về vừa vất vả lại không cần thiết, mong đại dương suy nghĩ lại. Đám đại thần này ngoài mặt nói rất có lý, thực chất là không muốn bản thân chịu thiệt. Mai quốc thúc, ý khanh như thế nào? Bẩm đại dương, việc điều binh về nước không phải chuyện cấp bách hiện nay, sau này cân nhắc cũng chưa muộn. Lời của Mai quốc thúc cũng có lý, vậy thì sau này hắn bàn. Nhưng mà trước mắt có một chuyện mong đại dương điều tra rõ. Là chuyện gì? Mấy ngày gần đây trong cung xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Không phải là cung nữ mất tích, thì là các tướng sĩ bị sát hại. Lão thần đã quan sát hiện tượng, thấy yêu khí bao trùm thâm cung, quả thực là điềm không lành. Khởi bẩm đại dương, đúng như lời Mai đại nhân, ngay hôm nay thôi, hai vị sứ thần của nước thần không rõ tung tích, không biết sống chết như thế nào. Quả nhiên là có yêu quái. Mai quốc thúc, ngài hiểu lầm rồi. Thiếp thân thường ở bên cạnh đại dương, cũng là cùng đại dương đàm luận quốc sự, chỉ mong góp chút sức mọn cho đại dương, không hề có ý mê hoặc đại dương. Tô quý phi, ngươi chỉ là một phi tử vừa vào cung, Khương hoàng hậu có tư cách gì mà đàm luận quốc sự cùng với đại dương chứ? Ngươi tự ý can thiệp triều chính, làm nhiễu loạn lòng đại dương, nên ghép tội gì? Khương hoàng hậu, hôm nay là ngày đại hôn của quả nhân và Tô quý phi, đừng gây khó dễ như vậy. Thần thiếp không cố ý làm khó Tô quý phi, nhưng mà quản lý hậu cung là bổn phận của thần thiếp. Con trai tội thần bá Áp Khảo thay mặt Tây Kỳ cống tiến 10 xe bảo vật để đặc biệt chúc mừng đại dương, hy vọng là hợp ý của đại dương và quý phi. Rất tốt, bá Áp Khảo có lòng rồi. Mong đại dương nhân từ ban ân cho cha thần được ân xá về nước. Ngươi tiến cống thay cha chuộc tội cũng là có hiếu. Thôi được, quả nhân cho phép hai ngươi trở về nước. Tạ đại dương. Giờ thì hắn không phải phạm nhân nữa. Quả nhân nghe nói cơ hầu giỏi xem quẻ, trước khi về nước chi bằng xem cho quả nhân và Tô quý phi một quẻ đi. Dạ. Quẻ này như thế nào? Đại dương, quẻ này là điềm báo cực kỳ xấu. Giải thích như thế nào đây? Quẻ này là nghị duyên, nhẹ thì nước nhà khốn khổ, còn nặng thì vận mệnh quốc gia lung lay. Cơ hầu, nếu như đã là đại hung thì khanh không cần về Tây Kỳ nữa, mà ở lại triều ca phò tá cho quả nhân để chứng kiến vận mệnh quốc gia. Đại dương, quẻ này đại dương cũng thấy rồi. Thần thiếp thay mặt hậu cung khuyên đại dương không nên cho con yêu nữ này làm phi, để không bị trúng kế quả. Thank you.
quả nhân, giả ái phi tô đắc kỷ. Mời chư vị ái khanh ở đây. Mọi người không uống à? Hoàng hậu này mặt dài thường thượng, đằng đằng sát khí, còn bảo người ta là yêu quái, vừa ăn cướp vừa la làng. Cô ta mới là yêu quái. Đi thôi, tối nay ta phải bắt được cô ta. Đi. Nàng cũng thấy rồi, bọn chúng ai cũng ép người quá đáng, từng bước dồn ép quả nhân. Quả nhân là vua một nước, nhưng mà cái gì cũng phải chịu sự khống chế của chúng. Đến cả việc quả nhân muốn cưới một quý phi mà quả nhân yêu quý, cũng bị bọn chúng nói này nói kia. Nếu như bên cạnh quả nhân có thêm vài người có thể hiểu được lòng quả nhân giống như nàng, thì thiên hạ sớm đã thái bình. Hoàng hậu, con yêu quái này, ta sẽ khiến cho ngươi hiện nguyên hình. Hóa ra cô ta là yêu quái à? Ngươi thân là hoàng hậu mà không hiểu đạo lý, lại dám đổ tội cho tỷ tỷ của bọn ta. Vậy ngươi nghĩ ai là yêu quái? Chẳng phải quân vừa nói hoàng hậu, ta có nói đâu. Chịu chết đi. Hộ giá, yêu quái còn chưa hiện nguyên hình. Quen vậy, Thương Tử Nha, sao lại là ngươi? Tránh ra. Phong lôi, địa động lệnh. Đạo hạnh kiểu gì vậy? Món đồ chơi này dùng như thế nào? Trình độ của huynh chỉ có như vậy thôi à? Chỉ có như vậy thôi sao? Tiêu rồi. Tiêu rồi. Chuyện gì vậy? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Hồng Liên xảy ra chuyện rồi. Tình hình lúc đó rất nhanh chóng. Con xà tinh này lại còn là đại xà tinh. Đuôi của cô ta quấn lấy ta, ta bất cẩn không tránh được. Nhưng mà ta không sợ, với thực lực của bổn tiên, đối phó loại yêu quái này là chuyện như cơm bữa mà thôi. Huynh lại điêu. Ta điêu hay không liên quan gì tới ngươi? Ngươi nói luyên thuyên làm gì? Kiếm chỗ nào chơi đi. Đi đi. Còn ở đó không đi à? Vẫn còn ở đây sao? Đuổi đi rồi. Hết rồi, không còn nữa rồi. Đuổi đi rồi. Trở lại chuyện chính. Lần này bổn tiên xuống đây, chuyện chính là bảo vệ hoàng hậu nương nương. Đương nhiên, nếu người ở trước mặt đại dương có thể nói tốt cho ta vài câu thì cũng không phải là không được. Tên đạo sĩ thối, lần trước chặt đứt của ta một cái đuôi, lần này lại hạ chết Hồng Liên. Tỷ tỷ, phải làm sao? Đừng kích động. Tỷ tỷ, chính hắn đã đưa một viên ngọc tỷ khí cho Hồng Liên, nó có thể che được yêu khí. Ngươi là ai? Có ý đồ gì?
ta là ai không quan trọng, nhưng mà ta biết ngươi là ai. Ngươi là nữ vương của hồ tộc năm xưa, Cửu Dĩ Hồ. Ta còn biết cả tộc ngươi diệt vong, lòng ngươi căm phẫn. Ngày hôm nay dù sao cũng là vương phi của con người, người ngươi yêu lại lún sâu trong chuyện nước chuyện dân, u quốc vì hoài bão chưa thành, còn ta lại có kế sách vẹn cả đôi đường. Trong bức họa này là lộc đài, ngươi cho người xây đài này trên mộ của Hiên Viên, vào đêm rằm trăng tròn làm lễ tế yêu là có thể dẫn yêu linh giáng thế hồi sinh lại hồ tộc. Xin hỏi, nếu ngươi có thuộc hạ cũ trung thành giúp đỡ thì còn ai dám chống lại ý của ngươi và Thương Dương chứ? Tại sao lại giúp cho ta? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ta và ngươi có chung một kẻ thù. Ngô Dương Anh Vũ thống nhất tứ hải, vạn thọ vô cương. Đây là đâu? Bẩm đại vương, nơi đây tên là Lộc Đài, có thể thu hút thần tiên hạ phàm, giúp đại vương lập nên đại nghiệp, giang sơn vững bền. Ngươi lại? Bổn tiên là Khương Thượng, có thể giúp đại vương xây dựng Lộc Đài. Ngươi chỉ cần nghe theo ta sắp xếp, đưa Khương Tử Nha vào trong giấc mơ của Trụ Dương. Tới chừng đó, hắn xây Lộc Đài thì chết, mà không xây cũng chết. Thù của tỷ muội ngươi cũng có thể báo xong rồi. Hoàng hậu, tối qua thứ bất ngờ tấn công nàng thật sự là yêu quái à? Quả thực là vậy, nhiều thị vệ cũng có thể làm chứng. Nếu không nhờ vị đạo sĩ này ra tay cứu giúp, e rằng thần thiếp sớm đã bị yêu quái hãm hại. Hiền sĩ xưng hô như thế nào? Bổn tiên Khương Thượng, phụng mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên Ngọc Hư Cung xuống núi phò tá minh chủ, hành đạo trời. Ngươi chính là Khương Thượng? Xem ra đại vương đã từng nghe danh của bổn tiên. Tốt, Khương Thượng có công việc yêu, tấn phong hạ đại phu, nhậm chức ti thiên giám. Tạ đại vương. Đại vương, chức hạ đại phu là chức quan gì? Cụ thể là làm gì? Lệnh cho Khương Thượng dựa theo bản vẽ này giám sát xây dựng Lộc Đài. Ngày hoàn thành hưởng bổng lộc. Thằng chức, đây đâu phải Lộc Đài, đây rõ ràng là đàn tế giáng yêu. Chỉ có ngươi hiểu à? Đừng có nói nữa. Bẩm đại vương, mỗi người đều có chuyên môn, hay là ngài mời vị cao nhân khác đi? Khương Thượng to gan, đây là chỉ thị của đại vương, ngươi dám kháng chỉ à? Như vậy là bất kính. Đại vương, theo luật người này phải cách chức, bắt giam, đợi trừng trị sau. Khương Thượng có công việc yêu, hơn nữa lời của ông ấy cũng chưa chắc đã sai, mong đại vương suy nghĩ. Đại vương, lão thần mạo muội khởi tấu, Trích Tinh Lâu vừa hoàn thành không lâu, không nên lại xây dựng rầm rộ, hao tốn tiền của. Hơn nữa, hình dạng của Lộc Đài này góc cạnh kỳ dị, không giống bình thường, e rằng có ý chẳng lành. Lão thần chỉ sợ trong cung vẫn còn yêu nghiệt hại người, làm hại đại vương. Mai Quốc Thúc, nhớ năm xưa ngươi cùng quả nhân thảo luận quốc sách, quân thần một lòng. Bây giờ sao chuyện gì cũng đối đầu quả nhân như vậy? Đừng nhiều lời, lòng quả nhân đã quyết, giao cho hai thanh giám sát xây dựng Lộc Đài. Bãi triều.
theo cách nói của người đó, đem bỏ tóc của người muốn giết vào cột đồng này, có thể khiến hắn biến thành tro bụi, chẳng khác gì bào cách. Tóc của Mai Bá đã lấy được rồi, nhưng mà còn Khương Thượng thì sao? Đây là pháp khí của Khương Tử Nha, bên trong có một phần nguyên thần của hắn. Ngài muốn có cháu trai đúng không? Nào cháu trai, có rồi. Đa tạ, người tiếp theo. Ngươi không cần ngồi nữa, nhìn tướng ngươi chẳng có vấn đề gì. Đừng nghĩ chuyện thăng chức, giữ mạng quan trọng hơn. Đi đi, hôm nay tới đây thôi, mọi người về đi. Chẳng có chuyện gì không thể giải quyết. Tướng mọi người đều rất tốt, ngươi cũng được. Đi đi, các người đừng hóng chuyện nữa, giải tán đi. Giải tán, giải tán. Đi 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 đi, giải tán đi. Tới giờ rồi, đừng làm lỡ việc ta uống rượu. Ta nói này, huynh xem có chuẩn không? Bây giờ ta là sủng thần, được đại dương sủng ái nhất. Họ tìm ta xem tướng, vốn không quan tâm xem đúng hay không. Giúp ta đếm tiền đi. Không sao, huynh yên tâm, tiền với ta không quan trọng. Ngươi có nhớ ta từng nói ta quan tâm cái gì không? Thế là đã đổi tiền rồi đấy. Được đấy, giống huynh đệ hơn rồi. Nào, đếm tiền. Khương đại nhân, giúp lão phu xem một quẻ có được không? Chẳng phải ông cũng biết xem à? Mời. Nói đi, xem gì? Phụ Dương muốn cùng ngài xem vận thế cho nhau. Xem cho nhau à? Xem cho nhau. Tây Bá Hầu, đại nạn sắp tới. Ta khuyên ông mau nghĩ cách đưa cậu ta rời khỏi triều ca đi. Nếu không, rất tốt. Sắp chết rồi, ông còn tốt. Vì thiên hạ vạn dân mà chết, chẳng phải tốt hơn là sống tạm bợ hay là sao? Ta thấy ông đúng là có vấn đề. Lão phu không nói bản thân, mà là nói Khương đại nhân. Vận khí của ông, thiên mệnh ở phía Tây, thiên hạ đổi chủ. Khương đại nhân, lão phu chỉ có một thỉnh cầu, đợi sau khi lão phu quy thiên, xin hãy giúp cho nước Chu cứu bá tánh thiên hạ khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Tây Bá Hầu, ông có biết lời mà ông vừa nói chính là lời nói sai lầm điển hình hay là không? Ta đã tìm được minh chủ rồi. Ta không cần gây dựng lại từ đầu nữa. Ông tha cho ta đi có được không? Ông làm ơn đừng kéo ta vào rắc rối nữa có được không? Mời mấy người về cho. Đi thôi. Nào, tạ đại dương. Tình hình sao rồi? Bẩm đại dương, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Quả nhân hỏi chuyện xây dựng lộc đài. Đại dương, cái gọi là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực tế bá tánh khổ cực, dân chúng lầm than, không còn sức lực gánh thêm gánh nặng xây lộc đài mới. Do đó vẫn chưa xây dựng xong. Vẫn xin đại vương thấu hiểu dân tình, thu hồi ý chỉ. Mai Quốc Thúc, khanh như vậy là kháng chỉ. Lão thần chỉ có một lòng tận tụy trung thành, đất trời có thể chứng giám, nhật nguyệt soi sáng. Thần thiếp có thể thử lòng trung thành của Mai Quốc Thúc. Khởi bẩm đại vương, thần thiếp có một thần khí,
có thể giúp đại dương phân biệt ai trung, ai gian. Làm sao phân biệt? Đại dương có thể lệnh cho Mai Quốc Thúc và Khương Đại Nhân lấy thân ôm lấy trụ đồng. Nếu là người trung thành với đại dương, sẽ bình an vô sự. Còn nếu như là kẻ mang mầm móng tai họa, nhẹ thì bị bỏng, nặng thì sẽ mất mạng. Thần thiếp xin thử trước. Đại dương, lão thần tận tâm cống hiến sức lực cho chính sự hơn 50 năm, hết lòng hết sức giải bày tâm can. Đại dương vẫn không thấy lòng trung thành của lão thần sao? Vậy Mai Quốc Thúc hãy thử xem. Được, ta thử. Thân yêu phi, tránh hiền thần. Thời đại hưng thịnh của Thành Thang đến nay là kết thúc. Là quả hay phúc, cần quyết đoán phải quyết đoán. Khương thượng. Khương Ái Khanh dừng bước. Quả nhân có trung thần tướng giỏi như Khanh, đúng là phúc của đời này. Bào cách thì miễn đi. Quả nhân giải phi, mời Ái Khanh một ly. Người đâu? Lục soát hoàn thành, bắt yêu nhân Khương thượng. Không sao chứ? Thần công báo ta tu luyện 300 năm, trung thành cẩn cẩn. Tên lừa nhát, ngươi dựa vào đâu mà cướp hết công lao? Từ hôm nay trở đi, trên đời này sẽ không còn Khương thượng nữa. Đợi đã sư đệ. Sư đệ, rốt cuộc để có hiểu lúc đầu sư tôn tại sao lại không chọn đệ hay không? Tại sao? Bởi vì đệ là một tên đại ngốc. Ôi trời, tới cổng thành rồi. Mục đích của chúng ta là ra khỏi cổng thành. Ngươi phải xông ra ngoài cổng thành chứ. Ta cũng muốn, nhưng mà một ngày chỉ có thể dùng 2 lần. Dùng nữa là đổi mạng mất. Như vậy chẳng phải là xấu hổ à? Tất cả nghe lệnh, truyền lệnh của đại dương, thả người này ra khỏi thành. Sao? Các ngươi muốn kháng chỉ à? Đi thôi. Đi. Hiền sĩ, xin đừng quên lời lão phu đã nói với ngài. Đi thôi. Trời ơi, vừa bắt đầu đã đổi mạng rồi. Đại sư huynh, đại sư huynh, cố gắng lên. Phụ dương, thả bọn họ đi thì chúng ta phải làm sao? Tất cả đều là số mệnh. Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh tỉnh lại đi. Đại sư huynh,
Đại sư huynh, chỉ cần huynh tỉnh lại, ta sẽ không bao giờ mách lẻo nữa. Ta sẽ mua rượu cho huynh mỗi ngày. Trúc Diệp Thanh, Trúc Diệp Thanh đắt nhất, ta rót đầy cho huynh. Ngươi ghi lại những lời mà ngươi vừa nói. Được, ghi bao nhiêu cũng được. Cơ hầu, ngươi ngụy tạo kim bài, giả truyền khẩu dụ của quả nhân, đây là tội chết. Hôn quân, cơ xương ta chết không có gì hối tiếc, nhưng mà ngươi si mê yêu nữ, lạm sát trung thần, Dương Triệu đại thương đã kết thúc từ ngươi. Người đâu, lôi cơ xương ra ngoài chém. Xin đại dương khai ân, bá áp khảo nguyện thay phụ dương lấy cái chết chuộc tội. Bá áp khảo, hồ đồ. Được, quả nhân cho ngươi tọa nguyện. Cha con hai ngươi cùng bị chém đầu. Đại dương, hay là tạm thời giữ lại mạng cho họ, giam vào thiên lao, sau này ắt hữu dụng. Đại sư huynh, ăn cơm thôi. Đại sư huynh. Ôi trời đất ơi, mau lên, đừng đánh nữa, đứng lên. Đại sư huynh, ta mang đồ tốt tới cho huynh đây. Huynh xem đi. Hoàng hậu hẹn ta tới là có chuyện gì? Rốt cuộc ngươi lại. Thần thiếp là Tô Đắc Kỷ. Nói lung tung. Ta đã sai người điều tra. Con gái Tô Hộ đã qua đời vì bệnh từ 5 năm trước. Vẻ ngoài không hề giống ngươi. Ta đã mời người đắc đạo kiểm tra. Lộc đài mà ngươi xui khiến đại dương xây, thực chất là một đàn tế của yêu tộc, dùng để triệu hồi yêu linh. Ngươi chỉ muốn nói như vậy thôi à? Người đâu, giết ả yêu nữ này. Ngươi và ta cùng hồng một chồng, ta vốn dĩ không muốn lấy mạng ngươi, nhưng mà ngươi là tự tìm đường chết. Cửu chỉ nghe lệnh, năm xưa ta cho ngươi một con đường sống, nhưng mà ngươi lại làm đường lạc lối. Ta lệnh cho ngươi ngay lập tức dừng tay, đừng làm trái lẽ trời. Những gì Đắc Kỷ làm đều là vì phò tá phu quân, chết không hối hận. Nhà thương diệt vong là mệnh trời. Ngươi mê muội không tỉnh ngộ sẽ bị trời phạt. Mệnh trời à? Mệnh của ta sẽ do ta quyết.
Tỷ tỷ, ngày mai lộc đài đã xây xong, đại nghiệp phục hưng yêu tộc của chúng ta sắp thành công rồi. Chỉ còn thiếu tế phẩm cuối cùng là hoàn thành tế lễ, đó chính là máu của người đau buồn tột độ. Ta đã tìm được lựa chọn thích hợp từ lâu. Ăn đi, đây là đại dương ban cho ngươi. Thì ra ngày đại hạn của lão phu đã đến rồi. Cơ hầu, ngươi có biết trong bánh là thịt gì không? Bá ấp khảo. Yêu nghiệt. Hôm nay lộc đài đã xây xong, quả nhân giải phi sẽ nên mời chúng tiên xuống trần, giúp triều thương chúng ta mãi mãi hưng thịnh, lại được thịnh thế. Bắt đầu nghi thức. Dừng. Đau. Chết rồi. Ngươi lại. Cơ xương đâu? Ông ta đã rời khỏi triều ca từ lâu. Khương thượng sẽ không gặp nguy chứ? Khương tử nha, ngươi lúc nào cũng chống đối ta. Trừ ma dạy đạo là trách nhiệm của ta. Yêu hồ, chịu trừng phạt đi. Tỷ tỷ, Linh Lung. Tỷ tỷ, thực ra muội muốn nói cho tỷ biết từ lâu rồi. Từ khi Hồng Liên chết, muội cũng đã là người đau buồn tột độ. Tỷ nhất định phải hạnh phúc. Đừng mà. Đừng mà.
Đá kỷ. Đá kỷ. Không sao chứ? Không sao. Sao huynh cũng nhiều máu như vậy? Đừng nói nữa, mau đi thôi. Thân công sư đệ, đệ có biết vì sao sư tôn lại giao trọng trách cho ta không? Đó là sai lầm lớn nhất của sư tôn. Ông ấy giao đại nghiệp phong thần phò chu vị trụ cho kẻ vô dụng giống như ngươi. Rõ ràng ta mới là đồ đệ đắc ý của sư môn. Ta chăm chỉ luyện công 300 năm, vào sinh ra tử vì sư tôn. Tại sao chính quả lại rơi vào tay ngươi? Dựa vào cái gì? Ban đầu ta cũng không hiểu. Ta không đẹp trai như ngươi, dốc dáng lại không đẹp như ngươi, tư chất không cao bằng ngươi, năng lực không giỏi bằng ngươi, ta không cố gắng bằng ngươi, không tài quá bằng ngươi, không mưu mô như ngươi, không khôn khéo giống như ngươi. Thứ ta không có nhất là chấp niệm với công danh và lợi lộc của ngươi. Bớt nói nhảm. Đại sư huynh, coi chừng. Cẩn thận. Đổi mạng thì đổi mạng. Khương Tử Nha. Chẳng phải một ngày chỉ dùng được 2 lần sao? Đây là lần thứ mấy rồi? Di chuyển chớp nhoáng của ta, một ngày chỉ dùng được 2 lần, dùng thêm một lần thì sẽ tiêu hao 5 phần đạo hạnh. Như vậy chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết à? Là huynh đệ mà. Không sao. Là yêu tinh thì sao? Người ta yêu là cô gái bên bờ hồ cùng ta đàm đạo về thế cục thiên hạ. Nếu như thiếp chỉ là một dân nữ, chàng chỉ là một phàm phu, thì có lẽ
Chúng ta đâu có thể chồng làm ruộng, vợ theo thùa, bên nhau trọn đời. Nhưng mà thân phận của chúng ta, Có lẽ đây chính là số mệnh. Cuối cùng cũng có ngày hôm nay, ta sẽ đánh vào Triều Ca, lật đổ nhà Thương tàn bạo. Thiên đạo. Hiền sĩ, đại vương, ta có một cách có thể cứu Tô quý phi. Thương Tử Nha, ngươi hãy chờ đó cho ta.